Xin chào quý vị và các bạn. Đấy. Thì có mấy bác đang hỏi cái Tuler của dòng 5002. Đấy thì con này bên em bán hết từ trước Tết rồi. Thì hôm qua lại vừa về nhưng mà nói chung là hàng về nhiều quá, không biết được con nào với con nào ở đâu. Đấy thì hôm nay có mấy bác đang hỏi thì em khui từ buổi trưa ra. Đó. Bên em mấy bạn đang khui từ buổi trưa ra thì bây giờ mới thấy nhá. Đó. Quay lên cho các bác. Con này thì hàng về so với các con khác thì nó đẹp hơn nhiều đấy các bác nhé. Các bác nhìn này, đấy. So với những con mà đã từng quay rồi nó đẹp hơn nhiều luôn. Đó. Đó. Đấy. Đấy, các bác xem nhé, rất ok luôn. Đấy. Rồi, đây cái cách chỉnh như sau đây nhé. Các bác nhìn này, ấn vào đây là có AM này, đấy. Và chủ yếu chúng ta nghe FM thôi nhé. Đấy, dòng này FM là FM 90 nha các bác nhé. Đó. Thì ở đây nhé, có cái phần đây, đây là phần auto. Nếu mà không dùng auto nhé các bác nhé. Không dùng auto thì mình chỉ cần chỉnh đây này. Đấy. Đấy. Khi bỏ tay ra là nó dừng. Nhưng mà khi các bác ấn này, ấn auto này. Đó. Đó. Các bác ấn là nó sẽ tự nó chạy nha các bác nhé. Tự nó chạy. Đấy. Ok. Còn nếu mà tắt auto đi là mình chỉ vận đến đâu thì nó chạy đến đấy các bác nhé. Thả tay ra thì nó dừng lại nhé. Rồi, ok. Vâng, em vừa có bác gọi điện đặt hàng. Rồi, ok. Đấy. Thì nó chỉ do như vậy thôi bác nhé. Đấy các bác nhé. Đấy. Đấy các bác muốn về sử dụng thì đấu anten vào đây. Đây là có anten, đây là FM này, kiểu dạng đồng trục này. Đấy còn AM là kiểu dạng dây này nhá. Đấy. Các bác về mua anten xong rồi gắn vào cho em nhá. Đây là tín hiệu đầu ra đây nhá. Đó. Đó, rồi ok ạ. Rồi con này thì đây, con này quý vị nhìn này, đấy. Nó mặt là của nó là mặt nhôm phay nhá. Đây có làm cả một cái tấm nhôm này, cả một chùm tấm nhôm dày như thế này. Đấy, nó ốp vào đây nhá. Đấy. Cực kỳ chất luôn. Đấy. Quá là đẳng cấp luôn ạ. Đấy. Đấy. Con này thì bình thường là trước là bên em toàn bán 800 với 850 thôi, những con đẹp là thậm chí còn cao tiền hơn nhá. Đấy, những con đẹp của những dòng này còn thậm chí cao tiền hơn. Đấy. Nhưng mà những cái dòng này bây giờ về là bên em đầu xuân nhá, đầu xuân năm mới bên em xả rẻ cho các bác. Đấy, xả rẻ cho các bác nhá. Còn 500.000 nhá các bác nhá. 500.000 bình thường con này nó sẽ phải là kẻ xả rẻ 600. Thôi em đồng giá luôn 500 cho các bác nhá. Đấy. Các bác lấy thì alo cho em. Đó. Số điện thoại của em là 0966 594 581. Địa chỉ 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hoặc các bác có thể liên hệ thêm một số nữa là 097 989 1682. Các bác lưu ý nhá, cái này điện 100V các bác nhá. Dạ vâng. Em xin cảm ơn và xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.